Hôm nay, mùng 3 tháng 8, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị triển khai phổ biến và giáo dục pháp luật đợt 3 năm 2023 cho gần 300 đại biểu. Tại hội nghị, Sở Tư pháp đã giới thiệu một số văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 5, Luật thi hành án hình sự số 41/2019, Quốc hội 14, QH14, Luật bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018, QH14, Luật phòng chống ma túy số 73/2021, QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các báo cáo viên pháp luật của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường cũng đã giới thiệu nội dung cơ bản của Luật phòng thủ dân sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật thi hành án hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật khác do Trung ương và địa phương ban hành.